Lựa chọn yêu thương là câu chuyện xúc động về hành trình chữa lành và tái sinh của một mối quan hệ bị tổn thương. Sau 25 năm hôn nhân, Dũng phát hiện Hạnh, người vợ mà anh hết lòng yêu thương, đã ngoại tình. Bị dằn vặt giữa nỗi đau và sự tức giận, Dũng phải đối mặt với câu hỏi liệu tình yêu có đủ để tha thứ và làm lại từ đầu. Trong khi đó, Hạnh mang nặng sự hối hận, khao khát cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và xây dựng lại lòng tin đã mất. Qua quá trình tư vấn hôn nhân, cả hai bắt đầu đối diện với những tổn thương và sai lầm từng bị che giấu, từ đó nhận ra nguyên nhân sâu xa khiến họ rời xa nhau. Hành trình này không chỉ là sự hàn gắn, mà còn là bài học về sự chấp nhận và lòng kiên nhẫn. Khi họ quyết định làm lễ gia hạn lời thề và bắt đầu cuộc sống mới trong một căn hộ giản dị, Dũng và Hạnh hiểu rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là một lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Lựa chọn yêu thương là câu chuyện về sự can đảm, lòng bao dung và ý nghĩa của việc yêu thương một cách chân thành và bền bỉ. Đây là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu đích thực. Một tình yêu trưởng thành, vượt qua mọi lỗi lầm và luôn sẵn sàng tha thứ. Tiếng động cơ xe vang lên nhẹ nhàng khi tôi rẽ vào con phố quen thuộc, tim đập rộn ràng trong sự pha trộn giữa cảm giác hồi hộp và một chút lo lắng. Kỷ niệm 25 năm ngày cưới, một phần tư thế kỷ bên nhau. Tôi vốn là người không thích những bất ngờ, luôn yêu cầu sự ổn định và an toàn. Nhưng với Hạnh, những bất ngờ chính là niềm vui, là điều khiến cuộc sống thêm thú vị và mới mẻ. Năm nay, tôi muốn mang đến cho cô ấy một điều gì đó thật đặc biệt. Tôi đã lên kế hoạch suốt mấy tháng, bí mật sắp xếp một buổi kỷ niệm riêng tư chỉ dành cho hai người. Sáng mai, chúng tôi sẽ cùng nhau đến một căn nhà nhỏ bên hồ, tránh xa mọi ồn ào và áp lực cuộc sống, nơi cả hai có thể thư giãn, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp và kết nối lại với nhau. Tôi đã chuẩn bị loại rượu vang mà cô ấy yêu thích, sắp xếp sẵn những bài hát gợi nhớ kỷ niệm và thậm chí đã gói ghém hành lý để cô không phải lo lắng điều gì. Tôi càng thêm phấn khích khi đậu xe trước nhà và bước vào, tay ôm chặt bó hồng đỏ thắm mà Hạnh rất yêu thích. Tôi có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt rạng ngời của cô ấy khi nhận được bất ngờ này. Đôi mắt sáng lên với nụ cười thân thuộc mà tôi đã luôn tự hào. Hạnh là người phụ nữ duyên dáng, luôn quyến rũ dù năm tháng trôi qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi như trở lại thành chàng trai trẻ ngày nào, khao khát được làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nhưng khi tôi mở cửa bước vào nhà, một cảm giác kỳ lạ tràn qua tôi, một sự nặng nề trong không gian và một sự im lặng đầy ám ảnh. Tôi bước qua hành lang, gọi tên cô ấy, mong rằng Hạnh sẽ ra chào đón tôi với nụ cười quen thuộc. Thay vào đó, tôi bước vào phòng ngủ và cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Bó hoa trên tay tôi rơi xuống, từng cánh hoa rơi rụng trên sàn khi tôi trân trối nhìn vào khung cảnh không tưởng trước mặt. Hạnh đang ở đó, trên chiếc giường của chúng tôi và không phải một mình. Người đàn ông bên cạnh cô ấy là một người tôi nhớ loáng thoáng từ các buổi tiệc họp mặt mà cô thường tham dự. Toàn thân tôi như tê cứng lại. Thực tế phũ phàng hiện ra như một cú sốc. Một sự kết hợp của sự phẫn nộ, bà, đau đớn và cảm giác bị phản bội sâu sắc. Sau 25 năm, 25 năm yêu thương, gắn bó và tin tưởng rằng chúng tôi là một đội cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thì đây là sự thật mà tôi phải đối mặt. Tâm trí tôi rối loạn, cố gắng tìm một lời giải thích, bất kỳ lý do nào để biện minh cho những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi đã luôn yêu thương cô ấy, đã dồn hết tâm trí và tình yêu vào mối quan hệ này. Làm sao tôi có thể không nhận ra điều gì đó? Hạnh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng và hối lỗi, nhưng không nói lời nào. Sự im lặng giữa chúng tôi như con dao sắc bén cắt sâu vào trái tim tôi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhận ra một người xa lạ trong chính người phụ nữ tôi từng yêu. Tôi bước ra khỏi nhà mà không nói một lời, cảm thấy như mình đang sống trong cuộc đời của người khác. Tôi lái xe trong đêm, lang thang vô định hàng giờ liền. Đầu óc tôi chỉ quay cuồng trong những giây phút kinh hoàng vừa xảy ra, cố gắng lý giải mọi thứ. Sự không tin tưởng bao trùm như một tấm màn đen đè nặng khiến tôi không thở nổi. Cuối cùng, khi đã mệt mỏi, tôi đậu xe lại bên bãi biển vắng. Ngồi đó, tôi cảm nhận cơn giận dần trỗi dậy, như một ngọn lửa rực cháy trong lòng. Tôi muốn có câu trả lời, muốn biết tại sao cô ấy lại làm thế. Tại sao lại phản bội mọi thứ mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng? Phải chăng đây là lỗi của tôi? Nhưng ngay cả trong cơn giận, tôi không thể tránh khỏi nỗi đau sâu sắc. Hạnh là cả thế giới của tôi.
Cô ấy là người bạn đời, là người tôi đã từng tin tưởng tuyệt đối, là người tôi đã xây dựng cuộc sống xung quanh. Giờ đây, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ tan vỡ. Vài giờ sau, khi cơn giận dịu đi, tôi quay về nhà. Hạnh đang ngồi một mình trong phòng khách, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cô ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Lúc này, lời nói dường như trở nên vô nghĩa, quá nhỏ bé để chứa đựng hết mọi tổn thương trong lòng tôi. Tại sao? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Một câu hỏi chất chứa nỗi đau, sự thất vọng và hàng ngàn cảm xúc hỗn độn. Hạnh cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi, nhưng tôi không cần câu trả lời ngay lúc đó. Tôi chỉ biết rằng từ nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Tôi hầu như không thể chợp mắt trong suốt đêm hôm đó. Tâm trí tôi như đang lặp lại, quay cuồng giữa những ký ức, lục lọi từng chi tiết trong 25 năm chung sống để tìm kiếm dấu hiệu nào đó có thể báo trước sự phản bội này. Từng nụ cười, từng cái chạm, từng buổi sáng yên bình bên ly cà phê giờ đây đều bị phủ lên bóng đen của sự nghi ngờ. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy đã từng thật lòng yêu tôi chưa hay tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh? Sáng hôm sau, tôi ngồi đối diện với Hạnh trong bếp, cả hai đều im lặng, nhìn vào ly cà phê đã nguội từ lâu. Sự im lặng giữa chúng tôi như một bức tường vô hình, ngột ngạt và nặng nề. Tôi muốn hét lên, muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng ngay cả lời nói cũng cảm thấy quá nhỏ bé để diễn tả hết nỗi đau và phẫn nộ đang dâng trào trong tôi. Tất cả những gì tôi có thể thốt ra chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng đượm nỗi cay đắng. Bao lâu rồi? Hạnh nhìn xuống, ánh mắt trống rỗng, giọng cô khẽ khàng, gần như một lời thú tội. Vài tháng rồi, cô thì thầm. Những lời ấy như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tôi. Vài tháng. Trong khi tôi bận rộn lên kế hoạch cho kỷ niệm của chúng tôi, cho tương lai mà tôi tưởng cả hai đều hướng đến, cô ấy đã sống một cuộc sống khác sau lưng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn giận dữ không thể kìm nén được nữa. Tại sao? Tôi hỏi, giọng nói đầy cay đắng và thất vọng. Tại sao em lại đánh đổi tất cả những gì chúng ta đã xây dựng, tất cả những năm tháng bên nhau chỉ vì điều này? Sự im lặng của cô ấy khiến tôi đau nhói. Tôi có thể thấy sự dằn vặt trong ánh mắt cô ấy, nhưng khi cô trả lời, từng lời nói như thêm một vết thương mới. Em cảm thấy cô đơn Dũng ạ. Cô thì thầm, như đang thú nhận một bí mật sâu kín. Em cảm thấy mình không còn được anh nhìn thấy, không còn quan trọng. Cô đơn. Từ ấy vang lên trong tâm trí tôi, một âm thanh lạnh lùng và đau đớn. Tôi luôn tin rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng gắn bó chặt chẽ, rằng chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, một sự thật trần trụi hiện ra trước mắt. Trong sự tĩnh lặng của cuộc sống hôn nhân, trong những thói quen và trách nhiệm, Hạnh đã cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cơn giận trong tôi dần dịu lại, thay thế bởi một nỗi trống rỗng khó tả. Tôi muốn cãi lại, muốn khẳng định rằng tôi luôn ở bên cô ấy, rằng tôi đã yêu thương cô ấy qua từng khoảnh khắc. Nhưng ngay cả khi cố tìm từ để nói, tôi nhận ra rằng ở đâu đó trên hành trình này, tôi cũng đã ngừng thật sự nhìn thấy cô ấy. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì đây? Tôi hỏi, câu hỏi đầy sự bất lực và buồn bã. Giọng tôi run rẩy, bộc lộ rõ nỗi đau của mình. Một phần trong tôi muốn buông bỏ, muốn thoát khỏi tất cả nỗi đau này. Nhưng một phần khác, phần yếu đuối và mong manh, vẫn hy vọng rằng có lẽ vẫn còn một con đường để quay lại. Hạnh ngập ngừng, đưa tay ra chạm vào tay tôi. Đôi bàn tay của cô ấy run rẩy và chần chừ. Em không muốn mất anh Dũng. Cô thì thầm, giọng cô vỡ vụn vì sự hối tiếc. Em biết em không xứng đáng với sự tha thứ của anh. Nhưng nếu có bất kỳ cơ hội nào, nếu anh có thể tìm thấy một chút tha thứ trong lòng mình. Tôi rút tay lại. Cảm giác chạm vào cô ấy giờ đây xa lạ, chịu nặng với nỗi đau bị phản bội. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy, chưa thể. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận phần trong tôi vẫn khao khát điều mà chúng tôi từng có. Những ngày tiếp theo trôi qua trong mờ mịt, đầy sự căng thẳng và những cuộc trò chuyện ngập ngừng. Mỗi lời giữa chúng tôi như đi trên băng mỏng, mong manh và dễ vỡ. Chúng tôi buộc phải đối diện với những sự thật mà cả hai đã lờ đi từ lâu. Nỗi cô đơn mà Hạnh cảm thấy, sự thờ ơ mà tôi đã vô tình tạo ra và cả những cách mà chúng tôi đã bỏ mặc cuộc hôn nhân của mình rơi vào sự lạnh nhạt. Hạnh đề nghị chúng tôi tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tư vấn hôn nhân, một nơi trung lập để chúng tôi có thể mở lòng mà không sợ bị tổn thương. Tôi do dự. Lòng tự tôn khiến tôi không muốn, nhưng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi không thể tự mình vượt qua mọi thứ. Trong buổi tư vấn đầu tiên,
tôi bước vào với cảm giác vừa mong đợi vừa ngờ vực. Hạnh ngồi cạnh tôi, gần nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình. Người tư vấn là một phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt thông cảm. Bà giới thiệu bản thân, khuyến khích chúng tôi gỡ bỏ mọi lớp vỏ bọc và thành thật nói ra những tổn thương sâu kín nhất. Khi đến lượt tôi nói, tôi để mọi cảm xúc tràn ra ngoài, cơn giận, nỗi đau và sự phản bội. Tôi nói về niềm tự hào mà tôi từng có trong hôn nhân, về cách mà tôi yêu cô ấy với tất cả trái tim mình, để rồi bị tổn thương một cách không thể ngờ. Hạnh lắng nghe trong im lặng, đôi mắt cô ấy đượm buồn, đôi tay nắm chặt lại. Và lần đầu tiên, tôi thấy sự đau đớn trong cô ấy, nỗi đau mà cô đã mang theo bên mình. Trong các buổi tư vấn tiếp theo, chúng tôi dần mở lòng, từng lớp cảm xúc được bóc tách. Người tư vấn khuyến khích chúng tôi không chỉ nhìn vào sự phản bội, mà còn xem xét những vết nứt đã hình thành từ lâu. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi buổi tư vấn nhắc nhở tôi rằng Hạnh và tôi đều có trách nhiệm trong việc để khoảng cách giữa chúng tôi trở nên sâu hơn. Một tối, sau một buổi tư vấn căng thẳng, khi chỉ còn lại hai người, Hạnh khẽ đặt tay lên tay tôi. Dũng, cô nói, giọng cô dịu dàng và đầy cảm xúc. Em không mong anh sẽ tha thứ ngay lập tức, hoặc thậm chí không tha thứ. Nhưng em muốn anh biết rằng em thật sự hối hận. Em sẽ dành cả đời này để chuộc lại lỗi lầm nếu có cơ hội. Những lời cô ấy vang lên chạm đến một phần sâu thẳm trong tôi. Nỗi đau và sự tức giận vẫn còn đó, nhưng dưới tất cả là một tia hy vọng. Có lẽ chúng tôi đã tan vỡ, nhưng có lẽ vẫn còn một con đường nào đó để cùng nhau vượt qua. Những buổi tư vấn với chuyên gia hôn nhân dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Mỗi buổi là một cơ hội để gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc, để đối diện với những nỗi đau mà cả hai đều đã âm thầm chịu đựng. Ban đầu, tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ đang làm theo nghĩa vụ, như thể tôi có mặt ở đó chỉ vì trách nhiệm hơn là vì niềm tin vào một kết quả tích cực. Nhưng dần dần, có điều gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi. Trong một buổi tư vấn, chuyên gia hỏi tôi một câu khiến tôi sững sờ. Dũng, điều gì ở Hạnh khiến anh yêu cô ấy ngay từ đầu? Đã từ lâu, tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Cuộc sống bận rộn với bao lo toan và trách nhiệm đã cuốn trôi những ký ức đó, những kỷ niệm của tình yêu non nớt và những giấc mơ lớn lao. Tôi nhìn sang Hạnh, và trong thoáng chốc tôi thấy lại hình ảnh người phụ nữ trẻ ngày nào mà tôi đã yêu say đắm. Một cô gái đầy nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, luôn mang đến cho tôi cảm giác yên bình. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy luôn sống hết mình. Tôi nói một cách chậm rãi, giọng tôi chứa đầy sự hoài niệm. Cô ấy khiến mọi thứ trở nên tươi mới hơn, làm cho tôi muốn trở thành một người tốt hơn chỉ bằng cách ở bên cô ấy. Lòng tôi chùng xuống khi nhớ lại những ngày mà mọi thứ thật đơn giản và đẹp đẽ. Hạnh nhìn tôi, đôi mắt cô ấy ngấn lệ. Và em yêu anh vì anh luôn cho em cảm giác an toàn. Cô ấy nói, giọng cô run run. Anh là nơi mà em cảm thấy mình thuộc về. Lời nói của cô chạm đến một nỗi đau sâu thẳm. Như thể chúng tôi đang nhìn lại những mảnh vỡ của một giấc mơ từng rất đẹp đẽ mà nay đã rạn nứt. Nhưng chuyên gia tư vấn chưa dừng lại ở đó. Bà yêu cầu chúng tôi đào sâu hơn nữa, đối mặt với sự thật rằng tình yêu không tự nhiên tồn tại mãi mãi mà phải được nuôi dưỡng qua từng ngày. Bà nói về việc hôn nhân không chỉ là một lời thề ngắn ngủi, mà là một sự lựa chọn liên tục, là quyết định bảo vệ và trân trọng tình cảm mà cả hai đã vun đắp. Đó là một cam kết mà ở đâu đó trong cuộc sống, cả hai chúng tôi đều đã quên đi. Trong các buổi tiếp theo, chúng tôi lật lại từng ký ức, từng kỷ niệm vui buồn, đối mặt với sự mất mát và những nỗi đau đã tồn tại lâu ngày. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù sự phản bội của Hạnh là một vết thương lớn, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất cho nỗi đau hiện tại. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ dần qua thời gian. Những cảm xúc bị bỏ qua, những mong ước không được lắng nghe, và sự mất đi sự thân mật mà cả hai từng có. Một buổi tối, sau khi kết thúc một buổi tư vấn nặng nề, Hạnh và tôi ngồi cạnh nhau trong xe, cả hai đều lặng im với những suy nghĩ của mình. Tôi quay sang nhìn cô ấy, đặt ra câu hỏi mà bấy lâu tôi đã sợ phải đối diện. Em có nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại như xưa không? Hạnh nhìn tôi, trong ánh mắt có chút buồn bã, nhưng cũng có cả hy vọng. Có lẽ chúng ta sẽ không thể trở lại chính xác như trước, cô ấy thừa nhận nhẹ nhàng. Nhưng có thể, chúng ta có thể trở thành một phiên bản tốt hơn nếu cả hai cùng cố gắng. Lời nói của cô ấy lắng đọng trong tôi, mở ra một ý tưởng mới về sự hồi phục.
Thay vì cố gắng khôi phục những gì đã mất, có lẽ chúng tôi có thể xây dựng lại từ đầu, tạo nên một điều gì đó bền vững hơn. Đó không phải là quên đi quá khứ, mà là chấp nhận và bước tiếp mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Từ sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi bắt đầu dần gắn bó lại với nhau qua những điều nhỏ nhặt, những bữa tối lặng lẽ, những câu chuyện về các con, về hy vọng và nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra rằng, chính những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc bình dị này đã từng là sợi dây gắn kết chúng tôi. Trong những khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thật sự nhìn thấy Hạnh, không phải là người phụ nữ đã phản bội tôi, mà là người bạn đời của tôi, một người cũng mang trong mình những tổn thương và sai lầm như tôi. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những ngày khi cơn giận dữ trỗi dậy, khi những ký ức đau đớn bất ngờ hiện về. Nhưng mỗi lần như vậy, lời nói của người tư vấn lại vang lên trong tâm trí tôi. Tha thứ là một quá trình, không phải là một quyết định một lần duy nhất. Đó là điều mà tôi phải lựa chọn, hết lần này đến lần khác, mỗi khi những ký ức làm trái tim tôi đau nhói. Một buổi tối, sau khi cùng ăn tối, tôi nhìn Hạnh và dồn đủ can đảm để hỏi một trong những câu hỏi đã dày vò tôi bấy lâu. Hạnh, tôi hỏi ngập ngừng, em có bao giờ hối hận không? Em có hối hận về những gì đã làm không? Cô nhìn tôi, khuôn mặt dịu lại với nỗi buồn. Em hối hận mỗi ngày, cô nói nhỏ. Em hối hận vì đã làm tổn thương anh, đã phản bội những gì chúng ta có. Và em hối hận vì phải đến tận lúc này, em mới nhận ra mình đã đánh mất những gì quý giá nhất trong cuộc đời. Nhưng nếu có thể, em muốn anh cho em một cơ hội để chứng minh, để trở thành một người xứng đáng với tình yêu của anh. Lời nói của cô ấy, chân thành và giản dị, như một lời an ủi cho trái tim tôi. Tôi chưa thể nói rằng mình hoàn toàn tha thứ, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình muốn cố gắng. Tôi muốn cho chúng tôi một cơ hội để hàn gắn, để xem liệu có còn điều gì đáng giá trong đống tro tàn của tình yêu. Trong những tuần sau đó, chúng tôi tạo ra một nhịp điệu mới, tìm lại những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Chúng tôi bán căn nhà cũ, nơi lưu giữ quá nhiều ký ức, cả đẹp lẫn đau đớn, và chuyển đến một căn hộ nhỏ khác bên kia thành phố. Đó như một cách để chúng tôi bước sang trang mới, để tìm một khởi đầu trong một không gian hoàn toàn mới. Quá trình này diễn ra chậm rãi, có những lúc đầy nghi ngờ và lo lắng, nhưng từng chút một, tôi bắt đầu cảm thấy bình yên trở lại. Hạnh và tôi đang xây dựng một thứ gì đó mới mẻ, một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và chân thành hơn trước đây. Cả hai đều mang những vết thương, nhưng việc biết rằng chúng tôi vẫn ở đây cùng nhau giúp tôi tin rằng điều này là xứng đáng. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi dần ổn định trong căn hộ mới. Không gian này khác hẳn ngôi nhà trước đây, nơi mà từng ngóc ngách đều gợi lại ký ức, những buổi sáng cuối tuần vui vẻ bên nhau, những cuộc trò chuyện thân mật vào ban đêm và cả những kỷ niệm đượm buồn. Căn hộ mới này là khởi đầu hoàn toàn mới, một nơi mà chúng tôi có thể bước vào mà không cảm thấy bị ràng buộc bởi quá khứ. Mỗi sáng, tôi và Hạnh ngồi cùng nhau bên ly cà phê, không còn sự ngại ngùng như trước. Những câu chuyện nhỏ nhặt dần trở thành phần quen thuộc trong cuộc sống chúng tôi, như cách chúng tôi chia sẻ những kế hoạch cuối tuần, những lo toan vụn vặt của cuộc sống hàng ngày. Đây không phải là điều mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm sau những gì đã xảy ra, nhưng tôi thấy an lòng, biết rằng mỗi khoảnh khắc đều mang đến cho chúng tôi cơ hội để xây dựng lại. Một buổi tối, khi tôi ngồi trên ban công nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm, ký ức về cuộc sống trước đây bỗng ùa về. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi gặp Hạnh, người phụ nữ đầy năng lượng và tràn đầy sức sống, luôn có một nụ cười ấm áp dành cho tôi. Cô ấy đã làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu sự tự tin, yêu nụ cười và sự tận tụy của cô dành cho mọi thứ xung quanh. Những kỷ niệm về cuộc sống của chúng tôi trước khi mọi thứ trở nên rối ren cũng hiện về. Tôi nhớ lại ngày tôi cầu hôn cô ấy bên bờ hồ nhỏ, nơi tôi run rẩy đưa ra lời đề nghị kết hôn. Hạnh đã cười lớn, ôm chầm lấy tôi và nói đồng ý trước khi tôi kịp hoàn thành câu hỏi. Tôi nhớ lại những đêm khuya khi hai chúng tôi nói về những giấc mơ và hy vọng cho tương lai, về những đứa con và những điều nhỏ bé mà chúng tôi mong sẽ có. Nhưng rồi, những năm tháng tiếp theo, cuộc sống bắt đầu cuốn chúng tôi theo vòng xoáy công việc, trách nhiệm và những lo toan của cuộc sống thường nhật. Dần dần, từng chút một, sự gần gũi giữa chúng tôi nhạt dần mà không ai nhận ra. Mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng, nghĩ rằng người còn lại vẫn ổn. Đột nhiên, một tiếng động nhẹ khiến tôi giật mình.
Hạnh bước ra, cầm theo cốc trà nóng và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nhìn ra khung cảnh thành phố, ánh mắt đượm vẻ suy tư. Anh có bao giờ nhớ lại những ngày đó không Dũng? Cô hỏi khẽ, giọng nói nhẹ nhàng. Có, tôi đáp, nở một nụ cười buồn. Anh vẫn nhớ. Nhớ tất cả những khoảnh khắc của chúng ta khi mọi thứ còn đơn giản. Hạnh cúi đầu, ánh mắt lạc trong hồi tưởng. Em cũng vậy. Em nhớ những buổi tối mình cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Chúng ta đã từng gần gũi đến thế. Và bây giờ, em chỉ ước gì mình có thể quay lại lúc đó. Tôi nhìn cô, cảm nhận nỗi tiếc nuối trong lời nói của Hạnh. Anh nghĩ chúng ta không cần quay lại quá khứ, tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đây, ở hiện tại, với những gì mình có. Hạnh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, ánh mắt cô ánh lên hy vọng. Em muốn làm lại Dũng. Em muốn được bên anh, được cùng anh tạo nên những kỷ niệm mới. Em biết mình đã làm tổn thương anh, nhưng nếu có thể, em sẽ dành cả cuộc đời để bù đắp. Lời cô nói lắng đọng trong lòng tôi, gợi lên một tia sáng của hy vọng. Không phải vì tôi đã quên đi những tổn thương, mà vì tôi nhận ra rằng tình yêu thật sự không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng lựa chọn nhau mỗi ngày, bất chấp những khiếm khuyết. Chúng tôi tiếp tục cuộc sống với nhịp điệu mới, từng chút một xây dựng lại từng viên gạch của niềm tin và sự gắn kết. Cả hai vẫn mang trong mình những vết sẹo, nhưng chính những vết sẹo ấy đã khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, cho chúng tôi thêm lý do để tiếp tục cố gắng. Trong những tháng tiếp theo, chúng tôi lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn, dành thời gian trò chuyện sâu hơn, tìm lại niềm vui trong những điều nhỏ nhặt như nấu ăn cùng nhau hay cùng đọc sách. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho cảm giác bình yên và mãn nguyện. Dù vậy, tôi biết con đường phía trước không hoàn toàn dễ dàng. Sẽ có những ngày mà bóng tối của quá khứ trở lại, nhưng tôi nhận ra rằng mình không phải đối diện một mình. Hạnh ở bên cạnh, sẵn sàng cùng tôi vượt qua mọi thử thách. Và chính điều đó đã mang lại cho tôi một niềm tin mới vào tình yêu chúng tôi. Chúng tôi đã từng tan vỡ, nhưng giờ đây chúng tôi đã tìm thấy nhau một lần nữa, trong một cuộc hành trình mới, đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Và tôi biết rằng, dù cuộc sống có dẫn dắt chúng tôi đi đến đâu, tôi sẽ tiếp tục chọn cô ấy, như một lời hứa mà tôi nguyện lòng giữ trọn đời. Những tháng ngày chúng tôi bên nhau trong căn hộ mới trôi qua, đầy những khoảnh khắc bình yên xen lẫn những cơn bão lòng. Mỗi ngày là một bước đi chậm rãi trên con đường tìm lại sự cân bằng trong mối quan hệ đã từng tan vỡ. Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng hết sức để tha thứ, những câu hỏi chưa có lời đáp vẫn còn đó, lẩn khuất như những bóng mờ trong tâm trí. Một đêm nọ, sau bữa tối, khi cả hai cùng ngồi trong không gian ấm cúng của phòng khách, tôi cảm thấy nỗi băn khoăn không thể kìm nén thêm nữa. Tôi quay sang nhìn Hạnh, nhận ra ánh mắt cô có chút gì đó lạ lẫm, như thể cô đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Đã đến lúc tôi phải hỏi để trút bỏ những nghi vấn nặng trĩu trong lòng. Hạnh, tôi bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, anh cần biết điều này. Tại sao lại là người đó? Câu hỏi của tôi như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Tôi nhìn thấy đôi mắt Hạnh mở to, như thể cô ấy đang đối diện với chính những dằn vặt trong lòng mình. Cô ngồi im lặng một lúc lâu, đôi tay khẽ run. Em không biết liệu em có thể giải thích thế nào để anh hiểu, cô ấy nói chậm rãi, giọng cô nghẹn lại. Em cảm thấy lạc lõng, cảm giác như mình không còn tồn tại nữa. Còn anh ta cho em cảm giác rằng mình vẫn còn được nhìn thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những lời của Hạnh rơi vào không gian giữa chúng tôi nặng nề và đớn đau. Tôi không muốn nghe, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được nghe sự thật. Cô ấy không tìm kiếm ai đó thay thế tôi. Cô ấy chỉ đang cố tìm lại một phần của mình mà cô cảm thấy đã mất. Vậy, em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ anh không? Tôi hỏi, gần như sợ hãi với câu trả lời mà mình sẽ nhận được. Hạnh lắc đầu, những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt cô. Không anh à, chưa bao giờ. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ anh. Em đã làm sai, đã tổn thương anh. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, em luôn biết rằng anh là người duy nhất em yêu. Câu trả lời của cô làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong tôi, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một nỗi buồn sâu sắc. Cô ấy đã phải trải qua sự cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Chúng tôi đã sống cùng nhau, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Từ hôm đó, tôi nhận ra rằng việc tha thứ cho Hạnh
không chỉ là chấp nhận quá khứ, mà còn là chấp nhận rằng cô ấy, cũng như tôi, là con người với những yếu đuối, những nỗi sợ và những lỗi lầm. Đó là một phần của sự trưởng thành trong tình yêu, một sự chấp nhận rằng tình yêu thật sự không phải là hoàn hảo. Trong những tuần tiếp theo, Hạnh và tôi tiếp tục gặp chuyên gia tư vấn, nhưng lần này không còn là vì nỗi đau của sự phản bội, mà là để cùng nhau học cách xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn. Chúng tôi học cách lắng nghe nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau ở những tầng sâu thẳm mà cả hai từng lờ đi. Một đêm, khi chúng tôi ngồi trên ban công, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lấp lánh, Hạnh quay sang tôi với ánh mắt dịu dàng. "Em cảm ơn anh Dũng," cô nói, giọng cô khẽ khàng. "Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội, đã kiên nhẫn với em dù em không xứng đáng." Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô. "Anh cũng cảm ơn em, Hạnh. Cảm ơn em đã dám đối diện với mọi thứ, đã quyết tâm để chúng ta có thể xây dựng lại từ đầu. Anh biết, điều này không dễ dàng cho cả hai chúng ta." Hạnh tựa đầu vào vai tôi, đôi tay đan vào nhau, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự yên bình mà chúng tôi đã từng mất. Đây không phải là kết thúc của những đau khổ và thử thách, nhưng là một bước tiến vững chắc. Cuộc sống tiếp diễn với những khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa. Chúng tôi xây dựng lại từ những điều giản đơn. Những bữa ăn tối ấm áp, những buổi sáng cùng nhau ngắm bình minh, và những câu chuyện không đầu không cuối mà cả hai đều biết rất cần thiết. Tình yêu của chúng tôi không còn ngây thơ, không còn thuần khiết như trước, nhưng giờ đây nó đã trưởng thành hơn, đậm sâu và mạnh mẽ hơn nhờ những thử thách mà chúng tôi đã vượt qua. Một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi lặng yên ngắm nhìn ánh sao trên bầu trời, Hạnh thì thầm, giọng cô dịu dàng nhưng chắc chắn, "Chúng ta đã vượt qua tất cả, phải không anh?" Tôi gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm và bình yên. "Ừ, chúng ta đã vượt qua," tôi đáp, biết rằng điều quan trọng không phải là quên đi quá khứ, mà là chấp nhận nó như một phần của hành trình. Chúng tôi ngồi đó, trong khoảnh khắc yên bình ấy, biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng. Chúng tôi đã tìm lại được nhau, không phải nhờ sự hoàn hảo, mà nhờ tình yêu thật sự, một tình yêu chọn ở lại, chọn tha thứ và chọn bắt đầu lại từ đầu, từng ngày một. Mặc dù chúng tôi đã tạo ra một nhịp điệu mới trong cuộc sống, nhưng không phải mọi thứ đều dễ dàng. Từng chút một, chúng tôi tìm cách gắn kết lại với nhau, nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy bóng ma của sự phản bội vẫn còn hiện diện, lẩn khuất ở đâu đó trong những khoảng khắc yên lặng giữa chúng tôi. Mỗi lần tôi tin rằng mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, những ký ức cũ lại ùa về, khiến tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có thực sự vượt qua được hết mọi tổn thương hay không. Một buổi sáng, trong khi đang chuẩn bị bữa sáng, Hạnh bước đến và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Anh có bao giờ nghĩ rằng chỉ cần một chút gì đó là chúng ta có thể quay lại những ngày đầu không?" cô hỏi, giọng đầy băn khoăn. Tôi nhìn cô ấy, thấy được trong ánh mắt Hạnh là một nỗi trăn trở sâu sắc. "Anh đã nghĩ rất nhiều về điều đó," tôi đáp. "Nhưng sự thật là chúng ta không thể trở lại như cũ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là bắt đầu một trang mới." Hạnh gật đầu, đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng trong ánh nhìn có một sự kiên định mà tôi chưa từng thấy trước đây. "Em hiểu điều đó," cô nói khẽ. "Và em biết điều này sẽ không dễ dàng, nhưng em muốn cố gắng hết sức để chúng ta có thể bước đi cùng nhau trên con đường mà cả hai đều cảm thấy an lòng." Qua nhiều tuần lễ, Hạnh và tôi tìm cách nuôi dưỡng tình cảm của mình, không phải bằng những cử chỉ lớn lao, mà bằng những điều nhỏ nhặt. Bữa tối do chính tay cô nấu, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, và cả những chuyến đi bộ quanh công viên mà không cần phải nói gì, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Có những lúc tôi cảm thấy mình thật sự bình yên. Có những khoảnh khắc tôi quên đi tất cả những tổn thương cũ, thấy rằng có lẽ chúng tôi thực sự có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng rồi những nghi ngờ vẫn thỉnh thoảng quay trở lại, đột ngột và bất ngờ như những bóng mờ. Mỗi lần như vậy, tôi cố gắng nhắc nhở mình rằng quá trình chữa lành không phải là một con đường thẳng. Tôi biết rằng mình sẽ còn phải lựa chọn tha thứ. Mỗi lần như vậy, như một cam kết vô hình với chính bản thân. Hạnh, cũng như tôi, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình. Cô ấy cũng có những đêm thức giấc trong hoảng sợ, lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn ở bên cạnh, rằng tôi sẽ quyết định buông tay và để lại cô một mình với nỗi dằn vặt. Mỗi khi thấy cô ấy như vậy, tôi lại cảm thấy thương cô nhiều hơn, vì tôi biết rằng cô ấy cũng đang gánh chịu một phần của nỗi đau và sự hối hận.
Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi bên nhau trên ban công, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lấp lánh, Hạnh quay sang tôi, giọng cô đầy xúc động. Dũng, anh nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự vượt qua được mọi chuyện, đúng không? Tôi nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn ấy và khẽ gật đầu. Anh không biết liệu chúng ta có thể hoàn toàn quên đi tất cả hay không? Tôi đáp thành thật. Nhưng anh tin rằng, nếu cả hai cùng cố gắng, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra một hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn từ đây. Hạnh mỉm cười. Ánh mắt cô sáng lên trong bóng đêm. Em cũng tin điều đó. Anh à, em sẵn sàng bước tiếp với anh, từng bước một. Sau lời nói ấy, chúng tôi ngồi bên nhau trong yên lặng, cảm nhận sự hòa hợp mong manh nhưng đầy chân thật. Đó là một khoảnh khắc mà tôi biết rằng chúng tôi đã đi xa hơn bất cứ điều gì tôi từng nghĩ mình có thể. Chúng tôi đã không còn là cặp đôi ngây thơ của những ngày đầu, nhưng cũng không còn là hai người xa lạ chịu đựng nỗi đau trong im lặng. Chúng tôi đã học được cách nhìn nhận nhau với tất cả khiếm khuyết và nỗi đau và chọn yêu nhau thêm lần nữa. Mỗi ngày là một hành trình và tôi biết rằng những bóng ma của quá khứ có thể sẽ còn quay lại. Nhưng tôi cũng biết rằng với mỗi ngày trôi qua, tình yêu và sự tha thứ của chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ. Chúng tôi đã từng tan vỡ, nhưng giờ đây, chúng tôi đã tìm thấy nhau trong một phiên bản trưởng thành hơn của tình yêu. Và trong khoảnh khắc yên bình ấy, tôi biết rằng, cho dù tương lai có thế nào, tôi sẽ luôn chọn cô ấy như một lời hứa không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy yên bình hơn trong cuộc sống mới này. Những vết thương lòng dần dịu lại, nhường chỗ cho một niềm tin lặng lẽ nhưng vững chắc vào mối quan hệ của chúng tôi. Hạnh và tôi đã vượt qua cơn bão và mặc dù có những lúc bóng tối của quá khứ vẫn thoáng hiện lên, chúng tôi đã học được cách chấp nhận những mảnh vỡ ấy như một phần của câu chuyện chung. Một sáng chủ nhật, Hạnh đưa ra ý tưởng mà tôi không ngờ đến. Anh có muốn làm lễ gia hạn lời thề không? Giọng cô dịu dàng đầy hy vọng. Tôi ngỡ ngàng. Ý tưởng này làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng làm lòng tôi tràn ngập niềm xúc động. Em muốn thế thật sao? Tôi hỏi. Trong lòng có chút do dự nhưng cũng không giấu được niềm vui. Hạnh gật đầu, đôi mắt cô sáng lên, biểu hiện của một quyết tâm mà tôi chưa từng thấy ở cô. Em muốn chúng ta làm lại từ đầu, muốn đứng trước anh và hứa rằng em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Em muốn chúng ta có một khởi đầu mới, trong một không gian thật sự thuộc về mình. Và thế là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi lễ nhỏ. Một buổi lễ chỉ có hai người, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi quyết định chọn một buổi chiều yên bình tại một công viên nhỏ bên hồ, nơi đã lưu lại những kỷ niệm đẹp của những ngày đầu tiên quen nhau. Khi ngày lễ đến, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút hồi hộp. Đứng trước Hạnh, trong khung cảnh yên bình, tôi cảm thấy như mình đang sống lại giây phút khi cầu hôn cô nhiều năm trước. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Chúng tôi không còn là những người trẻ tuổi, ngây thơ và đầy hy vọng như trước. Giờ đây, chúng tôi là hai người đã từng trải qua đau khổ, từng đổ vỡ và từng lựa chọn tha thứ. Hạnh nhìn vào mắt tôi, nắm lấy tay tôi và bắt đầu nói. Dũng, cô thì thầm, giọng cô run lên vì xúc động. Em hứa sẽ dành cả đời để chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra. Em biết rằng tình yêu của chúng ta không phải là hoàn hảo, nhưng chính điều đó làm cho nó trở nên thật hơn, mạnh mẽ hơn. Em hứa sẽ luôn chọn ở bên anh, mỗi ngày, bất kể khó khăn nào. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Hạnh, và những lời cô ấy nói chạm đến trái tim tôi. Khi đến lượt mình, tôi cũng cảm thấy trái tim mình dâng tràn cảm xúc. Hạnh, tôi bắt đầu. Anh hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em, người đã sẵn sàng vượt qua thử thách cùng anh. Chúng ta đã từng tan vỡ, nhưng anh tin rằng tình yêu của chúng ta đã được tái sinh, mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Chúng tôi trao nhau nhẫn như một biểu tượng của lời hứa mới. Và khi Hạnh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi cảm nhận được một sự bình yên, một sự chắc chắn chưa từng có. Đây là tình yêu thật sự, không hoàn hảo, nhưng đầy đủ và sâu sắc. Trưởng thành qua những thử thách và thử thách. Buổi lễ giản dị, không có ai chứng kiến ngoài trời xanh và làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ. Nhưng với chúng tôi, đó là tất cả những gì cần thiết. Chúng tôi đã chọn nhau thêm một lần nữa, không phải vì lãng mạn hay vì lý tưởng,
mà vì sự chân thành, vì cả hai đều hiểu rằng tình yêu thật sự chính là lựa chọn ở lại, ngay cả khi mọi thứ không còn hoàn hảo. Sau buổi lễ, chúng tôi trở về căn hộ nhỏ, tay trong tay, cảm thấy như mình vừa hoàn thành một hành trình dài và gian nan. Cuộc sống tiếp diễn, nhưng giờ đây, chúng tôi đã có một nền tảng vững chắc hơn. Chúng tôi đã học được cách yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và cảm thông, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ mà tràn đầy hy vọng cho tương lai. Từ hôm đó, chúng tôi tiếp tục cuộc sống trong sự bình yên, dành thời gian chia sẻ những điều nhỏ nhặt, chăm sóc từng chi tiết trong mối quan hệ của mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy rõ rằng chúng tôi đã tìm thấy nhau thêm một lần nữa, trong một phiên bản trưởng thành và sâu sắc hơn của tình yêu. Chúng tôi đã không còn là những người trẻ tuổi với mộng ước ngây thơ, nhưng tôi nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi giờ đây không còn dễ bị lay động bởi sóng gió. Đó là một tình yêu đã được chứng thực qua thời gian và thử thách, một tình yêu mạnh mẽ và bền vững, luôn hướng về nhau. Sau buổi lễ gia hạn lời thề, cuộc sống của chúng tôi tiếp diễn trong bình yên. Tuy nhiên, vẫn có những lúc tôi không khỏi băn khoăn về con đường mà chúng tôi đã chọn. Tha thứ không phải là một quyết định diễn ra chỉ một lần, mà là một cam kết lặp lại mỗi ngày, đặc biệt là khi ký ức cũ thoáng hiện lên hoặc khi nỗi đau quá khứ bất ngờ quay lại. Một tối muộn khi Hạnh đã đi ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách, suy nghĩ về cuộc đời và những lựa chọn của mình. Câu hỏi lớn nhất trong tâm trí tôi không phải là về quá khứ mà là về tương lai. Liệu chúng tôi có thể giữ được tình yêu này mãi mãi không? Hay rồi một ngày, những vết sẹo trong lòng sẽ lại bùng lên, làm rạn nứt mọi thứ một lần nữa? Trong lúc tôi đang chìm vào những suy tư đó, Hạnh bước ra từ phòng ngủ, mắt cô ngái ngủ nhưng đầy lo lắng. Anh không ngủ được à? Cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm. Tôi khẽ gật đầu, thở dài. Có lẽ vậy, chỉ là anh đang nghĩ về chúng ta. Hạnh ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mắt tôi, chờ đợi lời giải thích. Anh vẫn còn lo sợ, tôi thừa nhận. Anh sợ rằng một ngày nào đó, tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ là vô ích, rằng chúng ta sẽ lại bị cuốn vào những nghi ngờ và tổn thương. Hạnh lắng nghe trong im lặng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Em cũng lo sợ anh ạ, cô nói, giọng cô run run. Nhưng mỗi ngày, em chọn ở lại, chọn yêu anh và chọn cố gắng. Em biết rằng điều đó không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng em tin rằng tình yêu thật sự không nằm ở sự chắc chắn, mà ở sự chọn lựa. Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hạnh đúng, tình yêu của chúng tôi không phải là một điều gì đó bất biến, mà là một sự lựa chọn không ngừng nghỉ. Mỗi ngày chúng tôi đều phải chọn yêu nhau, chọn tha thứ và chọn bước tiếp. Sự mạnh mẽ trong ánh mắt của Hạnh khiến tôi nhận ra rằng, trong cuộc hành trình này, tôi không đơn độc. Cô ấy cũng đang chiến đấu cùng tôi từng ngày một. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định không để những lo lắng kéo dài, mà thay vào đó tập trung vào hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc bên Hạnh. Chúng tôi không cần phải biết chắc chắn rằng tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng hôm nay chúng tôi đang chọn nhau và đó là tất cả những gì cần thiết. Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu xây dựng những ký ức mới. Đôi khi, chúng tôi lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn, cùng nhau khám phá những nơi chưa từng đến. Cũng có những ngày, chúng tôi chỉ ngồi bên nhau, đọc sách hay xem một bộ phim cũ mà cả hai từng yêu thích. Những điều giản đơn, nhưng đầy ý nghĩa, như thể mỗi khoảnh khắc đều là một minh chứng cho tình yêu chúng tôi đã tìm lại được. Một buổi tối, khi cả hai ngồi ngắm ánh trăng trên ban công, Hạnh quay sang tôi, giọng cô nhẹ nhàng. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, đúng không? Tôi gật đầu, cảm nhận sự chắc chắn trong lòng mình. Anh nghĩ rằng chúng ta đã học cách yêu thương nhau một cách chân thành và sâu sắc hơn. Dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua, vì chúng ta đã cùng nhau trải qua những điều tồi tệ nhất. Hạnh mỉm cười, đôi mắt cô long lanh dưới ánh trăng. Em cũng nghĩ vậy, anh à. Chúng ta đã tìm thấy nhau thêm một lần nữa, và lần này, em tin rằng tình yêu của chúng ta đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy một niềm vui trọn vẹn, như thể mọi đau khổ và tổn thương đã trở thành những mảnh ghép cần thiết để tạo nên một tình yêu hoàn thiện hơn. Chúng tôi đã học được cách chấp nhận nhau với tất cả những thiếu sót và sai lầm, và chính điều đó khiến tình yêu của chúng tôi trở nên chân thực và sâu sắc hơn bao giờ hết. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều bất ngờ không thể đoán trước, nhưng tôi biết rằng
Chỉ cần Hạnh ở bên tôi, chỉ cần mỗi ngày chúng tôi đều chọn yêu thương nhau thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúng tôi đã chọn nhau, đã học cách yêu lại từ đầu, và với tôi, đó là điều quý giá nhất. Mỗi ngày là một món quà, và tôi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội để yêu cô ấy, trọn vẹn hơn và chân thành hơn bao giờ hết. Dù mỗi ngày đều trôi qua với niềm hy vọng mới, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng nỗi sợ hãi vẫn còn hiện diện như một bóng đen âm thầm lẩn khuất trong tâm trí. Mỗi khi cảm giác yên bình và hạnh phúc trở nên quá đỗi, tôi lại thấy mình tự hỏi liệu điều này có thực sự bền lâu hay không. Có những đêm tôi thức giấc, cảm thấy lòng mình nặng trĩu, lo lắng về những gì sẽ xảy ra nếu những tổn thương cũ bất ngờ quay lại. Hạnh dường như cũng cảm nhận được điều đó, bởi vào một buổi tối sau bữa tối yên bình, cô ấy đột ngột đưa ra một đề nghị khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Dũng, anh nghĩ sao nếu chúng ta thử chia sẻ mọi nỗi sợ hãi và lo lắng mà cả hai đều giữ trong lòng? Cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi nhìn Hạnh, ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Em nghĩ chúng ta cần phải làm điều đó thật sao? Hạnh gật đầu, ánh mắt cô đầy sự chân thành. Em nghĩ rằng để tình yêu này có thể tồn tại bền vững, chúng ta cần phải thật sự hiểu rõ nhau, hiểu rõ cả những góc khuất và những lo lắng mà chúng ta chưa dám đối diện. Em muốn biết mọi điều anh đang nghĩ và em cũng muốn anh biết những nỗi sợ mà em vẫn giấu trong lòng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, ánh đèn ấm áp xung quanh. Đó là một khoảnh khắc mong manh nhưng cũng đầy sức mạnh, bởi cả hai đều sẵn sàng phơi bày những phần yếu đuối nhất của mình cho người còn lại. Tôi là người nói trước, giọng nói của tôi run rẩy. Anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất em lần nữa, tôi thừa nhận. Anh sợ rằng những gì chúng ta đang xây dựng sẽ tan biến, rằng mọi thứ sẽ chỉ là một ảo ảnh, một sự cố gắng vô ích. Hạnh lắng nghe, đôi mắt cô ấy dịu dàng và đầy thấu hiểu. Khi tôi kết thúc, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết chặt như muốn trấn an. Còn em, cô nói, giọng cô nghẹn ngào. Em sợ rằng em không đủ tốt, rằng em sẽ không bao giờ xứng đáng với tình yêu của anh. Em sợ rằng, dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể bù đắp được những gì em đã gây ra. Chúng tôi ngồi đó, đối diện với những nỗi sợ hãi trần trụi và sâu thẳm nhất của mình. Thay vì làm chúng tôi xa cách, việc chia sẻ những cảm xúc này lại khiến chúng tôi gần nhau hơn. Tôi nhận ra rằng, chính sự mong manh này, chính những lo lắng và nỗi đau vẫn còn hiện diện mới là nền tảng cho tình yêu mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng lại. Anh nghĩ, tôi nói chậm rãi, rằng tình yêu không phải là không có nỗi sợ hãi. Chính những lo lắng đó khiến chúng ta trân trọng nhau hơn. Và anh tin rằng, chỉ cần chúng ta không che giấu điều gì, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi thử thách. Hạnh mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên niềm hy vọng. Em cũng tin như vậy. Anh à, em biết rằng mọi thứ sẽ không hoàn hảo và chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng em hứa sẽ luôn trung thực và ở bên cạnh anh dù có bất cứ điều gì xảy ra. Chúng tôi ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy nhau. Đêm hôm đó, tôi ngủ yên bên cạnh Hạnh, cảm nhận sự an toàn chưa từng có. Việc đối diện với những nỗi sợ hãi đã giúp tôi nhận ra rằng điều chúng tôi thực sự cần không phải là một cuộc sống không có khó khăn, mà là một người bạn đồng hành thật sự, người sẽ không rời bỏ dù mọi thứ có khó khăn đến đâu. Thời gian tiếp tục trôi và dần dần những nỗi lo cũ cũng nhạt dần, nhường chỗ cho niềm tin. Cuộc sống không còn xoay quanh việc cố gắng giữ gìn hạnh phúc như một điều gì đó mong manh, mà trở thành một chuỗi ngày đong đầy yêu thương và sẻ chia. Có một buổi chiều, khi chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới ánh nắng nhạt nhòa, Hạnh nắm lấy tay tôi, cười nhẹ. Anh có nhận ra rằng chúng ta đã đi được một chặng đường dài không? Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại cô. Anh biết, và anh tự hào về điều đó. Anh tự hào về những gì chúng ta đã vượt qua, về cách chúng ta đã yêu thương nhau, chân thật và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mọi thứ đều trọn vẹn. Những tổn thương và những nỗi đau không còn là thứ ngăn cách giữa chúng tôi, mà đã trở thành minh chứng cho tình yêu thật sự mà chúng tôi đang cùng nhau vun đắp. Chúng tôi đã chọn nhau không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì chúng tôi biết rằng tình yêu thật sự là lựa chọn, là sự cam kết bền vững và là sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Một năm sau, ngày chúng tôi quyết định cùng nhau làm lại từ đầu, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Hạnh và tôi giờ đây đã không còn là cặp đôi đầy đau khổ và dằn vặt,
mà trở thành những người yêu nhau bằng một tình yêu trưởng thành, chân thành và sâu sắc hơn. Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố đang dần bừng sáng dưới ánh mặt trời. Mỗi buổi sáng đều là một lời nhắc nhở về lựa chọn của tôi và Hạnh. Chọn ở bên nhau, chọn yêu thương và chọn tha thứ. Tôi mỉm cười khi nhớ lại chặng đường dài mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua, từ những đêm không ngủ đầy đau khổ, đến những khoảnh khắc yếu đuối và mong manh nhất. Khi Hạnh bước vào phòng, vẫn còn ngái ngủ, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy tôi. Anh đã dậy sớm thế sao? Cô hỏi. Giọng cô vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng dịu dàng như ngày đầu tôi quen cô. Tôi nhìn cô, cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn tràn ngập trong lòng mình. Anh chỉ đang suy nghĩ về mọi thứ, về chúng ta. Tôi đáp, cầm lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Hạnh ngồi bên tôi, tựa đầu vào vai tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đã hoàn toàn vượt qua những tổn thương của quá khứ, rằng chúng tôi đã tìm được một sự bình yên mới. Em nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy điều mà mình luôn tìm kiếm, Hạnh nói. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Chúng ta đã không bỏ cuộc, và điều đó đã giúp em hiểu rằng tình yêu không phải là thứ đến dễ dàng mà là sự lựa chọn để ở lại. Tôi gật đầu, lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự biết ơn, anh cũng nghĩ như vậy. Đó là điều đã giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, đã giúp tình yêu này sâu sắc hơn. Tôi khẽ siết chặt tay cô, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người phụ nữ đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió. Chúng tôi ngồi bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên ấy, không cần phải nói thêm điều gì. Tình yêu của chúng tôi đã trở thành một phần của chính con người mình, không còn là thứ có thể lay động dễ dàng. Những nỗi đau cũ giờ đã chỉ là một phần của câu chuyện tình yêu, một minh chứng cho sức mạnh của lòng kiên định và sự chân thành. Vài tháng sau, chúng tôi quyết định kỷ niệm ngày gia hạn lời thề bằng một chuyến đi ngắn đến một vùng biển yên bình. Đó là nơi mà cả hai chúng tôi đều chưa từng đến, như một biểu tượng cho cuộc hành trình mới mà chúng tôi đã bắt đầu. Những ngày bên nhau tràn ngập tiếng cười, sự thư thái và niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Một tối khi ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, Hạnh bất chợt quay sang tôi, đôi mắt cô ánh lên niềm vui và sự an yên. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể hạnh phúc như thế này, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô nói. Giọng cô thì thầm, nhưng đầy cảm xúc. Tôi nhìn cô, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Anh cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ tìm thấy điều này, tôi nói. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhưng điều anh biết chắc là anh sẽ chọn em thêm hàng ngàn lần nữa, bất kể có chuyện gì xảy ra. Hạnh cười, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Em cũng vậy Dũng, em sẽ chọn anh, hết lần này đến lần khác, vì em biết rằng anh là người mà em muốn ở bên, người mà em sẽ yêu thương đến suốt đời. Trong khoảnh khắc ấy, khi mặt trời dần chìm xuống dưới đường chân trời, tôi nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi đã tìm thấy ý nghĩa thực sự. Không phải sự hoàn hảo hay không có lỗi lầm, mà là khả năng vượt qua những sóng gió và luôn sẵn sàng chọn nhau bất chấp mọi thứ. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua quá khứ, đã học cách chấp nhận và yêu thương nhau trong sự trưởng thành. Và trong cái ôm ấy, dưới bầu trời rực rỡ sắc hoàng hôn, tôi biết rằng chúng tôi đã hoàn toàn tìm lại nhau, không còn chỉ là hai con người bị tổn thương, mà là hai trái tim đã chọn yêu thương và vững vàng bước về phía tương lai.